2. Thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay thì mình vừa mới mua cái game này, đó là Payday 2. Thì game này cũng ra cũng khá lâu rồi, nhưng mà bây giờ thì mình mới được chơi. Nó giảm giá rẻ quá, còn có 270.000 nên mình mua luôn. Bây giờ thì mình sẽ vào chơi nhé. Quick play luôn đi. Nói chung là đó giờ mình chơi thử mấy ván mình chưa bao giờ mình thắng đó. Nói thật, nó khó thiệt á. Với lại súng mình yếu quá. Đây có hai người. We're going to pay a visit to the Tasteful Club and liberate their cash reserve. Nothing special. Find the manager's office, contain the crowd, make sure we leave in one piece. Ghê bác, đừng có vô mà. Đây là cái nhà bếp. Giờ bắn súng lục trước đi, chút nữa thì lấy súng ra. Có súng luôn à? Ủa không à? Giờ chúng bay đang làm gì? Để ăn được cái này. Đấy. Không cảm nhận mình đang bị bệnh đó. Nó đâu vô ta? Có cái cửa này lại không được. Ui, hết thùng. Có bắn rồi, à trên đây. Nó hai đường bắn rồi. Yếu quá, có kỳ gò lóc, kỳ 14, bắn khó. À, có người đang vô nữa kìa. Có thể vô. Khó quá, nhắm đồ đồ. Nghe đẹp thì không có súng. Làm cái tắt như vậy thôi tụi bay. Chơi cho đến khi nào thua hết á. Chưa hiểu thì được cái người dùng. Mình có vào một cái What the fuck. Mình có vào cái nhóm của Payday 2 ở trên Facebook luôn á. Nhưng mà đặt cũng chưa hết với cái giúp hướng dẫn của nó. Cái nhạc nhỏ này thôi.
250 giây nữa. Nó đâu ra ta. Bought yourself a little time. Make the best of it. Mày cần cái gì nữa? Sao yên ngắn thế? Ý! Con sống rồi. Trời ơi, con đám đây luôn. Tí tụi nó vô, tụi nó nhào vô cho đống cái hết đường sống luôn. Trò nãy hay nó không có cái hồng tâm, bắt buộc nó nhắm được kiểu này. Ta làm DJ nè bay. Đi. Rồi giờ mình sắp cướp ngân hàng nè, cướp cái ghét ra đây. Sao? What the hell? Xét nó vào à. Mày làm gì mày làm gì tao canh nha. Trời ơi mấy anh kia nó vô quá kịp rồi. Hết mẹ em đợi. Hết đẹp. Cái bạn mình nó repair đi. Trời ơi. Ôi choáng rồi. Cái gì vậy? Thủ mát 10. Đứng ở đâu bắn không? Đánh xuống, nào nào vậy? Nữa? Chạy đi. Đầu ơi chắc. Bơm nữa, nhiều thế. Trời ơi, các người mới kịp luôn. Bắn tỉ á. Trời, nó quá chừng dưới kia luôn kìa. Núp vào đây. Trời ơi, bao kêu rồi. Nghe cái tụi đây quá nha. Trời, khiên cái đó không à. Vô đây chi. Hả? Tách mẹ nó đạn lên. Có đạn không? Phải thiệt chứ. Mấy ông ơi, buy the sale with money. Sợ đông quá. Nghe tao hết đạn nữa rồi nè. Snipers are moving in.
Nó xong rồi, 15 giây nữa. Kìa, đạn mình nó tử hết rồi. Đỡ. Ủa. Chị này vô. Không lấy tiền rồi nè, đi 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 nhanh lên. Quay for the man. À đợi cái xe tải. Một phút nữa. The escape van will be in an alley nearby. Bãi chiến trường. Nào, đi ra. Fire in the hole. 30 seconds, guys. You should see me coming any second. They're running away. Good work, fellas. You're clear. Bought yourself a breather. So start breathing and get it done. Cái tải đâu rồi? Đi đi đi. Kìa đó con. Để bạn mình làm. Kiếm đạn coi. Không chưa. Không. Không. Wow, Russians would call this tactic scorched earth. Chúng ta đã cướp ngân hàng thành công. I'm sure Vlad will pour you a shot of vodka and thanks. Police was hurt and Tasteful is no longer party place. I like your style. Thank you for this and have fun with the money. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái này là cái gì vậy ta? Mình thì mình đã có được cái gì? Chưa kịp đọc xong nữa. Ok. Leave. Ok, thì clip trải nghiệm của mình ở đây là hết nha. Thì nói chung là cái trò này khá là hay luôn á. Hay lắm. Mình thấy nó hay, nó biết nó hay vậy đó nên cành nó ngay giảm giá đó, mua liền luôn. Nó vừa mới thông báo giảm giá là mình đi ra mua liền luôn á. Thì nếu như bạn nào thích thì có thể mua nha. Tại bây giờ thì nó đang vẫn còn đang nó đang sale đấy. Mình sẽ để cái link mà mua của mình ở dưới cái shop mình mua đó. Game khá hay ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình ha. Nhớ like cũng như subscribe nếu như các bạn thấy thích video của mình ha. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.